Thưa quý vị, trong buổi tổng kết ngành ngân hàng cuối tuần vừa rồi, Ngân hàng Nhà nước cho biết việc phân loại các khoản vay ở ngân hàng theo thông tư 02 vào giữa năm 2014 sẽ được linh động hơn. Trong đó, nhiều chỉ tiêu sẽ có lộ trình nhất định mới áp dụng. Theo Ngân hàng Nhà nước, sau một năm trì hoãn, thông tư số 02 với hàng loạt quy định về phân loại nợ vay sẽ vẫn được áp dụng ngay từ đầu tháng 6 năm 2014. Tuy nhiên, ngay từ đầu năm, cơ quan này sẽ công bố lộ trình cụ thể cho một số chỉ tiêu trong số đó. Mục đích là vừa có thể giúp cho doanh nghiệp và các nhà cho vay vẫn có thể duy trì hoạt động tín dụng tương đối ổn định, một mặt vẫn có thể đưa hệ thống ngân hàng tiến đến gần hơn với các chuẩn mực quốc tế. Cái tinh thần chung của 02 sẽ vẫn được áp dụng, nhưng mà cũng có một số các cái chỉ tiêu trong đó thì chúng tôi cũng có thể là lúc đầu cũng ở cái mức thấp, nhưng mà cũng có cái lộ trình cụ thể để đưa lên cái mức nó cao hơn. Và chúng tôi cũng cho rằng là đâu đó là trong tháng 1 của năm 2014 thì các cái quy định mới phù hợp hơn sẽ được ban hành. Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, việc phân loại và cơ cấu lại các khoản vay tại ngân hàng theo quyết định 780 và 7558 như hiện nay chỉ là những quyết định tình thế, không thể kéo dài lâu hơn được nữa. Được biết đến như một khung siết chặt việc phân loại các khoản vay, thông tư số 02 đã được các ngân hàng và nhiều chuyên gia cho rằng nếu cứ thực hiện như nội dung cũ thì quy định này có thể khiến cho nợ xấu nhiều ngân hàng đột ngột tăng vọt, thậm chí là có thể xảy ra đổ vỡ trong ngành ngân hàng. Cùng với đó là khả năng không ít doanh nghiệp sẽ khó mà vay vốn được nữa do bị xếp vào diện đang có nợ xấu.